Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Thị Như Tâm, học sinh lớp 7A4 trường trung học cơ sở Lê Đình Công. Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người một loại sách, đó có tên là Mỗi lần vấp ngã là một lần thành công. Mọi người cùng đi tìm hiểu sách với em nha. Giới thiệu với mọi người quyển sách đó tên là Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Tác giả của quyển sách này có tên là Lưu Trí Phong. Quyển sách này được sản xuất vào năm 2019 với 8 chương đầy ý nghĩa và bài học bổ ích cho mọi người. Mặc dù hơi ngắn nhưng lúc nào quyển sách cũng cuốn hút mọi người đọc là muốn đọc hết nguyên một quyển một lần. Quyển sách nói về mỗi lần chúng ta thất bại thì lần thất bại đó giúp chúng ta có bài học mới và hiểu rằng vấp ngã không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, giúp chúng ta phân tích và hiểu rằng những câu chuyện luôn nói cập nhật với đời sống xung quanh chúng ta và đối nhân xử thế, đạo đức, học tập, làm việc, vân vân và vân vân. Cuốn sách luôn nói với chúng ta là mỗi lần vấp ngã và té rất đau đớn và mệt mỏi, nhưng mỗi lần vấp ngã như thế đã giúp chúng ta cố gắng và mạnh mẽ hơn. Có mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì mới biết quý trọng cái gọi là thành công, mới hiểu thành công nó xứng đáng như thế nào. Từng chương của cuốn sách luôn nói với chúng ta một câu chuyện vấp ngã về đời riêng, cho chúng ta hiểu muốn đi đến cái gọi thành công nó phải cực khổ và nhiều bài học mới mẻ như thế nào mới có được cái chúng ta nhận lại. Và cuối cùng, cuốn sách đã dành những lời yêu quý đến chúng ta là mỗi lần thất bại muốn bỏ cuộc thì bạn phải nghĩ đến vì sao bạn lại bắt đầu và đi đến bây giờ. Hãy cứ luôn đứng dậy và bước tiếp để có thể cảm nhận được những khoảnh khắc thiêng liêng và tuyệt vời bạn luôn muốn có từ đó tới giờ. Sau khi đọc xong quyển sách trên, em rút ra bài học đó là chúng ta phải cố gắng lên và hãy đứng lên mỗi lần sau khi mỗi lần vấp ngã trên con đường chúng ta đi, vì thành công luôn đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta luôn xứng đáng cái được gọi là thành công. Vì thế mọi người hãy luôn đón và đọc những quyển sách hay và đầy ý nghĩa ở nhà trường hoặc các thư viện lớn trong thành phố để thay đổi và giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm bổ ích và nhiều bài học hay nha.